Hoàng cung. Hay, rất hay. Con trai ngoan của ta, kim bài trẫm tặng, con cũng dám úp là úp liền. Trẫm dặn lại, chuyện của Thường Thắng Hậu không được lan truyền ra ngoài, để tránh bọn chúng biết được. Lão Lý, người nói xem, lời của trẫm trong mắt người có phải chỉ là nói chơi hay không? Chuyện này rất khó giải quyết. Nếu chỉ là vì không nỡ một tòa hầu phủ mà không giữ lời với thiên hạ, vậy tất cả sắp xếp trước đó phân phong chư hầu gì đó, sợ là chớp mắt sẽ biến thành mây khói. Trẫm biết, lập tức phải người phong tỏa hầu phủ, vì tất cả người nhà có liên quan, một người cũng không được bỏ qua. Thường Thắng Hầu bây giờ đang ở đâu? Ở nhà khách lớn nhất Hoàng Thành, nhà khách Vĩnh Sương. Để trẫm đi xem hắn thế nào. Nhà khách Vĩnh Sương. Lão đệ không sao, làm ăn mà, ai mà không bù lỗ lần nào, đúng không? Đúng vậy, nhìn cho rõ cái bộ mặt thật của chúng, lần sau không làm với chúng nữa, đúng không? Ha, về sau có cơ hội, chơi đểu được chúng thì chơi đểu lại, chơi chết được thì chơi luôn, ngày tháng còn dài mà. Tiểu huynh đệ, không ngại thì cùng nói chuyện đi. Thấy các ngươi nói náo nhiệt quá, đại thúc ta cũng muốn nói cùng. Ngoài ra, nô bộc của ta đến nói chuyện, cũng không biết chán chết gì được. Làm gì vậy chứ? Đi 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 đi. Ây da công tử, ta không thắng được Tử Lược. Đi trước đây, hai người cứ từ từ nói chuyện nha. Được, gặp lại chính là duyên. Nào, cạn một ly. Vừa nghe các người nói chuyện, là đến để làm ăn, bị bù lỗ sao? Là mối làm ăn lớn nào? Đúng, bù rồi. Tay người này quá nổ, không có chút thô nào cả. Toàn thân trên dưới có mùi người dầu. Xem ra, có phải chứ, lão cà ta mấy ngày nay cũng gặp phải phiền phức lớn. Người nói xem, nếu như làm ăn mà bắt tội với một nhân vật lớn như Bảo Khánh Dư Đường, thì phải đối phó thế nào? Quên đệ, nếu người có cách, lão cà, ta chắc chắn sẽ trọng tạ. Chuyện đơn giản chỉ là ta lần này phải bù vào là vì có người nói lời tương tự như vậy, nói là ác trọng có tà, kết quả lúc ta tìm đến muốn lấy tà lệ, người ta không quen ta nữa rồi. Còn có thứ này làm ăn như vậy sao? Về sau còn ai dám hợp tác với hắn nữa chứ? Lão ca ta chắc chắn hắn làm ăn không được lâu dài. Là lão ca không để ý quy tắc rồi. Bất luận cách có thành hay không, số kim tệ này cũng coi như cho huynh đệ uống rượu. Lão cà, gần đây thực sự bị áp chế rất thảm. Được, Bảo Cánh Dư Đường gần đây rất nhiều trò, ta muốn đối phó với ta thì ta sẽ giúp người một tay. Người có quen biết quan không? Kinh thành cũng được, bất kỳ chi hầu nào cũng được. Liên thủ với quan, chuyên kinh doanh diêm thiết, tất cả những thứ liên quan đến quốc kế dân sinh đều phải kinh doanh, ví dụ như lương thực, tuyết đường sương. Ngươi nghĩ xem, một khi phát sinh chiến tranh, nhưng lương thực khô lại nằm trong tay thương gia. Hắn nếu không hợp tác, quân đội không được ăn, không được uống, có phải mất mạng không? Cho nên, những thứ này không thể kinh doanh tư nhân. Mấy lý do này đã đủ chưa? Tùy một chư hầu phát mệnh lệnh, mối làm ăn này đã nằm trong tay quốc gia. Lợi nhuận trong đó sẽ không nói nữa, còn có thể sắp xếp bao nhiêu quan viên, còn có như chư hầu làm như vậy, toàn thiên hạ chắc chắn có gì học nấy. Vấn đề của lão ca có phải được giải quyết rồi không? Đây chỉ là giải quyết, đây đúng là chí mạng vào Bảo Khánh Dư Đường rồi. Hắn báo thù cho bản thân mà không tốn chút sức lực nào, rất khủng bố. Vậy ta kiếm một con nhỏ trước vậy, đợi khi Bảo Khánh Dư Đường tính nợ thì vặt đầu chúng ra mà đòi. Để biết không, mối làm ăn này của lão cà khá lớn, mấy lần này bị hoàng gia nợ mãi không trả. Để nói xem, có cách nào đòi nợ không? Ngươi lợi hại,
ở kinh thành cũng dám thương lượng món đòi nợ của hoàng gia. Tiểu đệ gan nhỏ, không tham gia vào mấy cái này đâu. Cáo từ. Đừng mà. Lẽ nào ngươi sợ rồi? Ta sợ. Lão tử chỉ là muốn không bị người ta truy sát thôi. Chọc lão tử hướng lên. Ngươi có biết đây là cái gì không? Thứ này gọi là khí độc. Nói đơn giản, đây là một quả bom khí độc. Bên trong là khí thể kịch độc, không những xâm thực vào lớp da, còn khiến người mất mạng. Thứ này mà nổ trong phạm vi 2 dặm, toàn bộ là khói mù màu trắng. Có người đã tính độc tính, có người đã dính thì độc tính bên trong đủ để khoảng 60 vạn đến 70 vạn người chết. Người nói xem, ta liều mạng ném cái thứ này vào trong hoàng thành thì sẽ như thế nào? Ném vào hoàng thành cũng chưa chắc có nhiều người như vậy chứ. Hơn nữa thiên tử nếu đúng lúc không ở hoàng thành, họ không bị ảnh hưởng, không phải vô dụng sao? Ta cũng không nói ta chỉ có một viên đúng không? Thực sự đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội ném thêm một viên, sau đó cũng không thể quan tâm kết quả. Quay người chạy thoát mặt, lão cà thấy thế nào? Đương nhiên như vậy có chút độc ác, không cần thiết phải khiến nhiều người mạng đền như vậy. Ta còn có một cách coi thiên tử như nuôi lợn. Lão cà có muốn nghe không? Tập 141. Chuyện làm ăn của lão cà lớn như vậy chắc chắn có liên quan không ít tới quan đâu nhỉ? Để một tên chư hầu cầm đầu, một đám cao thủ tấn công vào đế đô, sau đó khống chế hoàng đế, chơi cũng chơi lớn, uy hiếp thiên tử. Mấy năm qua danh tiếng của thiên tử không ngừng tăng lên, lấy danh nghĩa của thiên tử để hạ lệnh, ai dám không nghe, tất cả đều phải phục tùng. Thiên tử nếu như không nghe theo thì giết hắn, truyền ngôi lại cho con trai hắn. Nếu như lại tiếp tục không nghe theo thì tiếp tục giết. Thiên tử nếu như nghe lời thì không khác gì một con rối. Lão cà, người nói xem, có phải rất giống là đang nuôi lợn hay không? Bệ hạ, mau đổi bộ y phục đi, bộ y này đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Cược một ván đi, pháp tử này hắn vẫn chưa nói với bất kỳ ai. Giết hắn thì nắm chắc chiến thắng trong tay rồi. Công chúa nước Tống đã giành được Bảo Khánh Dư Đường, phương pháp cách làm muối tinh luyện đường tinh khiết sẽ khống chế cả kinh thành. Không chắc hắn có giao tình khá thân thiết với công chúa nước Tống. Phương pháp này có lẽ sớm đã nói ra rồi. Vậy nhất định phải có một câu trả lời thỏa mãn ý của hầu gia chứ. Sáng sớm hôm sau, ở quán trọ, hầu gia. Hầu gia tới tinh thành cũng không tới gặp ta, nhưng thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau ở đây. Không dám, ai biết lúc trước, nhưng những gì người nói là thật hay giả, bây giờ còn chưa xác nhận đây. Chuyện hôm qua ta đã nghe rồi. Hầu gia xin đừng để trong lòng, xin cho ta một cơ hội tạ lỗi. Quán trọ Tiền gia. Không cần lo lắng. Vậy mời dẫn đường đi. Phủ hầu tước. Thất hoàng tử điện hạ, một người là thái bác, một người là thái quân, bọn họ lại bao che cho thất hoàng tử điện hạ làm ra cái loại chuyện cướp của ba ngày ban mặt. Toàn bộ đem ra ngoài trảm cho ta, để thủy y tới với những người khác. Đồ của hầu gia đã quay về với chủ nhân thật sự của nó rồi. Đây chính là sức hút của hoàng đế, con trai của mình cũng có thể trối lại xử lý. Xem ra thật sự đã bị hù cho một phen rồi. Có điều thiên tử có chỉ dụ, trong đám người này hầu gia có thể đặc xá cho mọi người. Phụ hoàng, phụ hoàng vẫn nhiên chưa ruồng bỏ hoàng gì. Nhanh, nhanh ấy chọn con đi. Ngươi vẫn chưa nhìn rõ cục diện sao? Phụ hoàng nói đặc xá chính là vì ta. Mau thả ta ra. Chẳng qua cũng chỉ có vậy. Này ngươi, sau này phụ trách bảo quản lệnh bài trong phủ của ta, tuyệt đối không để người khác chạm vào. Đã hiểu nghe chưa? Chính là hắn. Đa tạ hầu gia, đa tạ hầu gia.
Lão Lý, hắn đã chọn sai người rồi. Ân điển của vua hoàng là dành cho ta. Mau dứt hết cái tên qua mùa này đi. Giờ hành hình đã tới. Hành hình. Hầu gia, nhiều người vì ngươi mà chết, ngươi có cảm nghĩa gì không? Vì ta mà chết, ngươi hạ lệnh lại không phải là ta. Ngươi ra tay cũng không phải là ta, sao có thể nói là vì ta mà chết chứ? Vừa rồi thị uy vừa mua diệt trừ hậu họa, vừa muốn xử phạt nghiêm khắc, nhưng lại không muốn mang danh giết người. Trong thiên hạ này làm gì có chuyện nào dễ ăn như vậy chứ? Ngươi nói có đúng không? Đừng sợ, có ta ở đây. Chuyện này tới đây là kết thúc. Để cái tên quản gia kia dọn dẹp đi. Chúng ta ở trong có được không? Tất cả đều nghe theo sự dặn dò của phu nhân. Hả? Phu nhân? Ý. Hôm sau, trong phủ của Vương Thắng Hầu. Đây cũng quá nhiều rồi đi. Cuối cùng ở đây chính là phòng ngủ và là hầu gia và phu nhân. Vậy tiểu nhân xin cáo lui trước. Chuyện đó ngươi cũng phải cho ta biết tên ngươi là gì chứ? Ta tên là Mi Nhi. Bây giờ biết ta tại sao cần đeo mặt nạ rồi chứ, hầu gia? Đừng có trêu ta. Dung nhan này của cô đúng thật là một tai họa đó. Đừng nói là nguyên hồn của hai chúng ta là hồ ly. Đúng vậy, tứ tinh hoàng linh hồ. Đẹp quá trời. Tứ tinh hoàng linh hồ. Nếu như tiến hóa rồi thì là hồ liêu chính đuối. Quả nhiên là tai họa. Thật không thể nào. Người nói là cái gì? À không có cái gì. Cái gì cô chưa nói. Ôi. Ý. Hầu gia, giường đã được làm ấm rồi. Ôi trời. Hầu gia, nô tỳ sẽ thay y phục cho hầu gia. À không cần. Được rồi, vương gia quen ngủ một mình rồi. Các người để ta hầu vương gia tắm rửa. Được. Hai cô này có 4 chấm nốt ruồi. À, quả nhiên là số khổ mà. Gặp được vận tốt như thế này mà con không biết nắm giữ. Chủ nghĩa đế quốc xôi thịt thật không biết cách chơi quá. Ôn hương nhũ ngọc, lại thêm yên nhi. Chịu lâu như vậy mà còn có thể vào thiên tuyệt địa sao? Không được. Sau này phải bớt ở mấy cái nơi như thế này mới được. Nghĩ cái gì đấy? Không nghĩ gì cả. Ngươi mau đi ngủ đi. Ngủ ngoan. Giọt. Lẽ nào ta đáng sợ như vậy sao? Thật đúng là kế chuyên làm mất bầu không khí mà. Ôi. Hầu gia, ngài vẫn chưa ngủ sao? Vốn muốn tìm một người bạn bầu bạn một đêm, nhưng thôi bỏ đi. Tìm cho ta một gian phòng ngủ. Không có thì phòng luyện công cũng được. Được. Hầu phủ lớn như vậy thế mà không có lấy một cái nơi cho ta ngủ, thật là đáng thương. Ngươi cũng tới đây ngồi ăn đi, đừng ngại. Hầu gia, kêu ngươi tới ăn thì ngươi cứ tới ăn đi. Vừa thắng, vương tử đem tới đây mấy xe chở vàng bạc châu báu, nói là tịch thu tài sản của những nhà làm ăn bất chính. Có rất nhiều tiền. Hay hám của. Ta không có tiếng nói chung với kiểu người như ngươi đâu. Còn có đồ của thất hoàng tử không đem tới sao? Tới lúc đó ngươi phải đếm lại tổng số tiền, có phải không? Đúng. Hầu gia là người không tham quỳnh hoa phú quý. Không phải chỉ là dùng đũa của nhà thất hoàng tử, còn dùng bát của nhà thất hoàng tử, rượu của hoàng tử, còn cả thất hoàng tử thì thôi sao? Ôi, cái miệng của người cũng lanh lợi quá nhỉ. Ây da, đây còn không phải là bởi vì tối qua hầu gia quá lợi hại sao? Người ta chỉ là báo thù một chút thôi mà.
Này này, đừng có nhìn ta như vậy chứ, ta có làm gì đâu. Ta được được được, ta thua. Sáng sớm này lão Lý sẽ tới đây, sắp xếp cho ngươi 6 đại nội thị vệ canh giữ, đúng là muốn thông qua chuyện này để giám sát phủ vương hầu. 6 đại nội thị vệ hầu gia so với hoàng hậu thì chỉ có thiếu vài người thôi, còn có công chúa cực kỳ được ân sủng mới có được đãi ngộ này. Bệ hạ đây là đãi ngộ với phu nhân tương đương với công chúa đó. Phu nhân? Đám thị vệ này đều là đưa tới để bảo vệ cho mi nhi. Cái địch, lão thái giám này tại sao lại biết tên của mi nhi, hơn nữa còn gọi thẳng là tiểu thư? Toàn bộ nữ thị vệ này đều là tay mắt của hắn. 6 nữ cao thủ này ngươi nhận đi, dù sao đây cũng là việc liên quan tới sự an toàn của ngươi. Có điều đám gia hỏa này lộ ra khí tức bất thường, hơn nữa luôn miệng gọi người là tiểu thư y nhiên, xem ra bên trong có uẩn khúc. Dạo gần đây ta cảm thấy có chút buồn chán rồi, muốn ra ngoài. Đợi các người thu dọn đồ cà khá rồi ta sẽ về. Còn nữa, người lúc trước mà người sắp xếp ở Bảo Khánh dư được, giờ có thể đón về rồi. Lúc ta không có ở đây, trong phủ mọi chuyện là do Yên Nhi tùy ý quyết định. Yên Nhi, đồ ngươi đồng ý với ta, có phải nên đưa ta rồi không? Người thật sự muốn tới trung tâm thiên tuyệt địa để tu luyện sao? Ta lại không phải thằng ngốc, sao có thể tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm chứ? Như vậy thì tốt rồi. À đúng rồi, móc ra. Móc ở đâu vậy? Đúng là cái chỗ này đựng rất là nhiều thứ ha. Dài như vậy mà để trong đó không ai biết. À, ngươi lúc nào cũng giấu vật quan trọng ở đó sao? Trên người thôi. Ê da, thích quá. Một miếng già thú. Nói ra mới thấy chúng ta hình như không có cái loại giấy nào chất lượng cực tốt ha. À, sao thế? Ngươi có cách gì sao? Đây chắc chắn là một phi vụ làm ăn lớn đó. Lại nói, ngươi trước tiên truyền tinh lực vào trong cây bút, tiếp theo dùng chiếc bút đó vẽ lên trên giấy, ngươi có hiểu ý ta chứ? À, phải sắp xếp như thế này, cái này giao cho hắn làm mới được. Ây, phiền phức quá. Khám bệnh đi, thuốc giá rẻ đây. Tham rẻ là chết. Ơ, Tây Lan, ngươi có loại thuốc gì mà có thể để người ta đột phá cửu tự chân ngôn không? Ai bệnh thì không thể chữa được, có điều nó không chừng có thể giúp hầu gia tăng cường thực lực đó, để tránh cái bị tiểu cô nương trời sinh xảo quyệt ăn thịt. Lại thêm một tên đố mò. May cho hầu gia định lực mạnh, chưa gặp phải tiểu cô nương đó. Cô ta trời sinh tính xảo quyệt, còn chuyên tu giặc nguyên hồn của Hoàng Linh Hồ. Dưới sự trợ giúp một khi động lòng, rất khó có thể kiểm soát bản thân. Thật sao? Thật là khó tin. Đàn ông là bác trùng cảnh trở xuống, một khi gặp phải cô ta thì sẽ chỉ biết nghe theo mọi sự sai khiến của cô ta. Tiểu nha đầu này không ngờ lại nguy hiểm như vậy. Còn phải nói, năm đó hoàng đế cũng gặp phải cái chuyện tương tự như thế này, phi tần cuối cùng cũng bị giết. Bóng dáng của một lão thái giám sao? Được rồi, không nói nữa. Ngươi nói cổ tự chân ngôn của ngươi có đột phá, chuyện này là như thế nào? Chữ hành ta đã hoàn toàn nắm vững rồi. Hành. Xuyên qua. Đây chính là chữ hành quyết. Sau khi nắm chắc toàn bộ, không cần phá trận pháp thì vẫn có thể tự do đi lại bên trong trận pháp. Ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Truyền thừa quan trọng nhất của đạo môn chính là được bảo vệ bởi một trận pháp vài trăm năm qua chưa từng mở. Nếu như là ngươi có thể vào trong đó thăm dò một chút thử xem ngươi có hứng thú không. Trận pháp đó ngươi đã dốc toàn lực để phá mà vẫn không phá được sao? Không thể. Không phải ta không giúp ngươi, lão đạo à, chuyện này không dễ làm. Cái gì? Độc Lăng phải phổ cập tất cả các đạo sĩ nghe theo sự sắp xếp này để hộ pháp. Sắp rồi. Sắp.
Lâm Bình Đẩu. Ghê vậy. Lâm Bình Đẩu biến thành rồng rồi. Lâm Bình Đẩu giả côn trận liệt. Xoát. Biến thành rồng rồi sao? À, hiệu quả thế nào rồi? Đã trị khỏi cho hơn 70 người bị nội thương, thậm chí còn giúp đỡ cho cơ thể của hơn 200 trẻ lai nộm tuổi. Người dậm chân tại cảnh giới bình cảnh hơn 100 người, bởi vì cửu tự chân ngôn 2 ngày qua đã khơi nguồn cho tất cả. Tiếp theo, nhiều nhất là 1 năm. Những người này toàn bộ đều được phổ cập. Sau này chỉ còn người đi theo lão quân, hơn 600 tên tiểu ca họ này đều sẽ tùy ý người xài khiến. Sau này có người không nhìn thấy núi Thái Sơn giắt đất tội với người, người cứ tùy ý gọi một vài bạch hổ tử ra, không đánh cho bọn chúng rời rằng thì người cứ quay lại tìm ta tính sổ. Còn không được nữa thì ta sẽ bồi thường gấp đôi gấp ba cho ngươi. Đây chính là quy tắc của lão quân quan sao? Thôi bó tay, ngươi đã hoàn thành việc phổ cập, bây giờ mau quay về tìm bà cô chanh chua của ngươi đi. Mới có 1 tháng không gặp, chắc cô ta nhớ ngươi lắm rồi đó. Chuyện ngươi đã hứa với ta thì đừng có quên. Lúc trước ta không phải người của Đào Môn, nếu như lấy được truyền thừa thì phải tranh đấu quyền lực với bọn họ. Đó chẳng phải là một cuộc tranh đầu sức đầu mẻ tráng sao? Chi bằng thẳng thắn để ta truyền cửu tự trong ngôn cho bọn họ học. Ai học được trước, người đó sẽ đi tranh cướp truyền thừa. Há không phải đơn giản hơn sao? Người chắc chắn công pháp này không phải loại công pháp bình thường, không thể tùy tiện truyền cho người khác chứ? Tùy tiện không? Không không, ta muốn cho các đệ tử tông môn phái của các người một cơ hội tôi luyện củng cố đạo tâm. Hiểu rồi, hiểu rồi. Bạch hồ tử của người 2 ngày nữa sẽ được đưa tới hầu tử, để mọi người họ từ từ cảm nhận được cái gọi là tôi luyện củng cố đạo tâm. Nhưng không phải chứ, lão Đào, ngươi đã đi khắp thế giới, nhìn thấy lộ thấu lòng người, đương nhiên sẽ tịnh tâm không ai bằng. Nhưng bọn họ thì sao? Cái thứ chưa bao giờ đạt được làm sao buông xuống đây? Thứ chưa bao giờ đạt được làm sao buông bỏ? Ta đi đây. Ta về rồi. Ý, hầu gia, hầu gia, cuối cùng người cũng trở về rồi. Quãng thời gian này hầu phủ đã có sự thay đổi lớn. Tây Nam phu nhân cho người thanh lý toàn bộ tài sản của hớ được tặng biếu, mua 4 cái đại viện lớn ở ngoài đông nam tây bắc, chuẩn bị làm một vụ làm ăn lớn với hầu gia. Cô ta ra tay cũng nhanh đó. Mi Nhi đâu rồi? Phu nhân đang căn biệt viện phía trước uống trà. Đối diện đi uống trà. Mau, ta phải lập tức qua đó. Trong hầu phủ phía đối diện, người trong kinh thành mà ta quen không nhiều, ở đây lại chính diện hầu phủ, biết rõ hành tung của ta, còn dùng hình thức mời mọc lấy y nhiên ra uy hiếp. Người anh em, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chào lão ca. Tiểu huynh đệ, phu nhân xinh đẹp như tranh vẽ của người đang làm khách ở phủ của ta, ngươi không phải sợ ta gây bất lợi cho cô ta đó chứ? Cứ việc ra tay, cô ta nói có mệnh hệ gì ta cũng không phiền sai nghìn người chết theo cô ta đâu. Ngươi nói có phải không? Chỉ là lùa chút thôi tiểu đệ à, sao có thể để hở ra là đánh đánh giết giết, làm tổn hại thương hòa khí hai bên chứ? Đừng nha, lời từ miệng lão ca nói ra không thể xem là trò đùa. Khuôn vàng thước ngọc, người có địa vị cao quý như người sao có thể nói đùa chứ? Xem ra tiểu huynh đệ biết ta là ai. Vậy ta nói thẳng luôn, cách mà người nói lúc trước hai ta 2 tháng mất ngủ, hại ta 2 tháng mất ngủ, ngươi phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này cho ta, xem như là ngươi bồi thường cho ta. Đơn giản, rèn sắt phải rèn khi còn nóng, chỉ cần có thể lôi kéo cao thủ khác bán mạng cho hoàng gia, có thực lực chiến đấu với bác gia tộc, con phải sợ sao? À, bóng lộc hưởng đủ, giống như ta đây, vừa lộ thông tin ra ngoài, không cần hỏi thân phận, chỉ cần nỗ lực cho hoàng gia thì có thể đạt được chức vị, mỹ nữ, danh tiếng và quyền lực. Người nói xem, trong thành vô ưu này có bao nhiêu cao thủ động tâm? Công bố với bên ngoài tất hoàng tử tạo phản, người xuất hiện cứu ta một phen, vì vậy ta phong hầu cho người là đương nhiên rồi. Kỳ lạ. Được rồi, ta giải quyết vấn đề của người rồi, người nợ ta một món ân tình, hy vọng lão ca đừng
bị vết thương cũ hành hạ là được rồi. Nói đi, phu nhân của ta hiện giờ đang ở đâu? Cũng không phải lão ca uy hiếp người, phu nhân của ta với phu nhân của người thật sự có duyên. Dạo gần đây thường xuyên mời cô ta qua đó làm khách. Phu nhân của ta rất thích Mị Nhi, muốn nhận cô ta làm con gái, không biết ý của người thế nào? Ha, phải xem ý của Mị Nhi thế nào. Ta không muốn thì cô ta muốn thì ok thôi. Ta không thể thay cô ta quyết định chuyện này. Ngươi chịu cô ta thật đó hả? Ta vẫn không thể nói với hắn thói quen tôn trọng nữ giới là bài học đạo đức đầu tiên mà ta học khi còn ở trái đất được. Hậu viện. Hả? Đây, vị này là chị dâu sao? Trên đời vậy mà còn có người con gái xinh đẹp tới mức này. Mị Nhi ở bên cạnh cô ta bỗng chốc trở thành bức nền phụ họa cho cô ta. Đúng, khoảng thời gian gần đây hai vị phu nhân thường xuyên bầu bạn với nhau, cảm tình còn tốt hơn so với hai chúng ta. Hai cô nương nhà người ta cảm tình tốt, ở cạnh nhau tạo ra một bức họa hoàn mỹ. Hai chúng ta quan hệ tốt thì có tác dụng gì chứ? Vương tướng công. Ừ, tới đây nào. Hả? Cái quá gì vậy? Xem ra mơ lực vẫn không đủ. Cái tên tiểu tử này không bị mê hoặc dù chỉ một chút không tồi. Hoặc là hắn là một tên thái giám. Nàng bây giờ đem hoàng hoàng ra để dọa trẫm mất ngủ sao? Giờ đi bước nào tính bước ấy. Mấy vụ làm ăn văn hóa ta nghĩ cũng cả khá rồi, bây giờ vẫn còn thiếu một vài người lo liệu xử lý đóng giấy tờ. Người có cách gì không? Cái nha đầu này càng ngày càng xinh đẹp, bây giờ chỉ nhìn cô ta thôi đã không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Chiều đó học được từ đâu vậy? Tích không, học được từ vị phụ nhân bên cạnh nhà đó. Ngươi đoán xem cô ta năm nay bao nhiêu tuổi? 37 hay 38 rồi. Cô ta đã sắp 50 rồi, ngươi không nhận ra sao? Cô ta dạy ta cách để gìn giữ nét thanh xuân đó. Nếu không chừng tới lúc một ngày nào đó ta sẽ dùng cách này để làm ăn đó. Không phải chứ, vị hoàng hậu này không phải thần tiên giáng trần đó chứ. Nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là một chủ ý hay. Mở một chuỗi viện thẩm mỹ chuyên phục vụ các quý bà muốn gìn giữ nét xuân. Phát triển theo hướng này cũng không phải là một ý kiến tồi. Tất cả đồ trong thẩm mỹ viện đều là đồ tốt, để giúp một quý bà sang chảnh đó có thể lột xác. Tiền của phụ nữ là một trong những thứ khó kiếm nhất trong thiên hạ. Đừng quên, phụ nữ chiếm một nửa của thế giới này đó. Người chính là một tên quỷ hám tiền. Mua hồn gió. Nữ trại chủ Thùy Mỹ Nết nè, lúc trước đi đâu rồi? Mau trả lại cho ta. Ở một nơi khác, các nước đều đang không ngừng lũng đoạn thị trường bán muối và vũ khí. Chuyện làm ăn của Bảo Khánh Đường gặp phải tổn thất lớn. Người bảo trai nhân cơ hội này ra tay cướp hàng loạt các vụ làm ăn của họ. Bảo Khánh Dư Đường bây giờ đã tục trên đà tục dốc không phanh rồi. Con nghe là con gì? Con nghe bề ngoài có dáng giống con sư tỷ, tướng mạo hung dữ, bình thường đều thích yên tĩnh không xung đột, lợi thế khôi lửa trên trái đất, trang sức và luyện đan hư và hương lư đều là từ con nghe. Xem ra điều kiện này là bình thường, chính là đỉnh bất thực. Dược đỉnh vừa nhìn thì đã biết là có liên quan đến dược liệu. Lúc trước Bảo lão đạo sĩ giới thiệu cho ta một dược sư, cũng không biết là khi nào mới tới. Hầu gia, lão phù nghe theo sự dặn dò của sư tổ tới đây dạy ngài cách phân biệt dược liệu. Bần đạo thành linh tham kiến hầu gia. Không dám không dám. Hả? Vừa nhắc Tào Tháo đã tới rồi, nhưng hình như hơi nhỏ thì phải. Thanh linh Thanh Tử Bùi là con lớn hơn của lão hoàng quân đại quan chủ 2 tuổi, xem như là tổ sư thúc cá đại quan chủ. Lớn gì sao? Ồ, đây chính là chữ trong sách có người tạo ra sao? Hầu gia lợi hại thật. À, không dám không dám. Có điều vị đạo sĩ này nhìn có vẻ còn rất trẻ. Nói ra thì lão phu phải cảm ơn hầu gia ngài
Đây, cứu tự chân ngôn của hầu gia thực sự khiến cơ thể của ta được hồi xuân. Quả thực giống như được ăn tiên đan dược thảo cải lẩu hoàng đồng vậy. Hả? Ông già biến thành trai trẻ. Cửu tự chân ngôn nói thẳng ra cái gọi là ta bay nhảy thôi sao? Tại sao bọn họ dùng vào đều trở nên đẹp trai ra vậy? Tại sao chỉ có mình là không được đẹp trai như vậy chứ? Chuyện không thể chậm trễ, hầu gia chúng ta bắt đầu thôi. Đây là bát giác, đây là khoa quỳ, còn đây là nhung hưu. Đúng, hầu gia, những thứ này không phải là thịt thôi, thịt thiêu đâu. Đây là bạch mộc, đây là đương quy. Hả? Tại sao con có tới... con có tới hơn 3.000 loại vậy đó. Ôi trời, bây giờ bắt học như thế này làm sao mà vô? Vương Thắng, biển hiệu làm ăn của chúng ta nên viết cái gì đây? Hả? Biển hiệu gì vậy? Thì vụ làm ăn kia đó, chủ ý do ngươi nghĩ ra thì đương nhiên phải do ngươi đặt tên rồi, không phải sao? Tướng công. Ngươi có ý kiến gì không? Phải đặt một cái tên đọc sao cho thuận miệng, nhưng cũng phải thật là kêu, thật độc đáo, phải có ngụ ý sâu xa, còn phải thật là sàng chảnh, lại không được quá dung tục tầm thường. Phải khiến cho những người đọc sách cảm thấy gần gũi, hiểu được đạo lý bên trong đó, lại phải khiến thêm những người bình thường xem là hiểu, phải cảm giác giống như là ngọn núi cao khó lòng chinh phục vậy. Yêu cầu đó là được rồi, người có khách gì chưa? Hả? Chết cha. Thế kiến tiền, kiến sinh viên thấy thế sao? Hả? Có ý nghĩa gì thế? Kiến, phẩm hạnh đạo đức. Đây hình như là lời trong quẻ đối thì phải. Tên hay. Nguyên giả, phải lương thiện. Hương giả, phải mến khách. Lợi giả, phải đạo nghĩa. Trình giả, làm việc phải dứt khoát gọn gàng. Đáp ứng đủ lễ nghĩa bản thân, phải là người chính chắn có lễ nghi, làm việc phải chắc chắn gọn gàng. Hả? Đây cũng quá phức tạp đi. Được, kiến sinh nghiêng đi. Bây giờ còn thiếu một thư pháp địa gia, người có chú ý gì không? Ta mới tới kinh thành, người quen biết không nhiều, sao có thể tìm được người chứ? Không phải chứ, hầu gia nói muốn tìm một thư pháp gia sao? Ta 146. Không phải chứ, hầu gia chính là chủ nhân của cuốn khải thư. Hầu gia nhận mình thứ hai, thì ai dám nhận mình thứ nhất chứ? Hả? Lừa ngươi, trong thiên hạ ai cũng biết khải thư là do lão tổ Lạng Hổ bế quan nhiều năm viết ra, sao có thể là công lao của Vương Thắng chứ? Lão tổ lúc trước đúng thật là vẫn luôn bế quan. Khoảng thời gian qua, lão hoàng quân sẽ ra mặt bác bỏ tín đồ. Thế nên là của hầu gia thì mãi mãi thuộc về hầu gia, ai cũng không thể cướp. Trời, trời ơi, ngươi còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa hả? Chết cha, chân nhân bất lộ tướng. Được rồi, chuyện biển hiệu do người quyết định. Kiến sinh viên sắp khai trương rồi, có lộ trình kinh doanh gì thì nhớ nói với ta đó. Nếu đã muốn làm thì phải làm thật xuất sắc, làm cái thứ mà toàn thiên hạ hiện giờ chưa có. Lúc những người muốn có vân nguyên dụng cụ tốt nhất thì phải nghĩ tới tiệm của chúng ta đầu tiên. Người thấy sao? Người nói thì sẽ dễ, nhưng người mệt mỏi hơi tài là người phu nhân ta lại này. Cực phẩm của bổn tôn sư, đó là những thứ muốn lấy thì sẽ lấy được sao? Hả? Thật sự muốn lấy thì sẽ lấy được thôi. Phương công thiệt, đi thôi, đi gặp đối thủ của chúng ta. Nữ đồng chủ, đã lâu không gặp. Trưởng quản quầy, Trần. Trưởng quầy Trần, dạo gần đây chuyện của Bảo Khánh Dư Đường chắc người cũng đã biết rồi. Kỳ thực, chúng ta muốn rời khỏi đó, chuẩn bị tự mình đứng ra kinh doanh. Không biết, còn có thể hợp tác với Linh Lung các người không? Thật ngại quá. Linh Lung Các của bọn ta chỉ nhận biển hiệu không nhận người. Nếu đồng chủ đã muốn tự mình đứng ra kinh doanh, vậy chúng ta cũng phải tuân thủ theo quy tắc thấp nhất dành cho người hợp tác lần đầu. Để đã, bọn ta lần này tới cũng không phải là muốn bàn chuyện làm ăn, là muốn gặp lão thiết. Tức quá. Làm phiền thông báo một tiếng, lần trước làm bể tinh thần kim đại trị của hắn, trong lòng cảm thấy ấy nấy nên đặc biệt tới đây để bồi thường cho hắn một cây mới. Hóa ra là khách quý, làm phiền đợi một lát. Ý. Sao, ngươi tại sao lại không có chí khí như vậy chứ?
không cho người ta chút thể diện nào. Ghét ngươi, ghét ngươi, ghét ngươi. Chào tiểu sát thủ, chúng ta lâu rồi không gặp hà. Tham kiến nhị vị đại tổng sư. Đây, đây là... Đi đi đi. Hả? Hôm nay vừa hay có một cuộc nghị sự của các đại tổng sư, không biết ngươi có nhã hứng tham dự không? Đương nhiên. Đăng Rèn. Lão Tiết, buổi họp hôm nay có người ngoài tới, có vẻ không hay cho lắm. Cũng không thể nói là người ngoài, người này có thể xem là đồ đệ của ta. Giang Hồng Khẩu, ba bức tượng đó chính là do hắn khắc, xem như là cũng gọi là một tông sư đi. Hả? Ngươi còn là một tông sư điêu khắc? Tượng lão quân không ngờ lại là do người khác đó. Trời, lại chân nhân bất lộ tướng nữa. Hả? Một tông sư điêu khắc tham dự cuộc họp của tông sư rèn sắt chúng ta làm gì? Tiểu sát thủ đối rất đúng lúc. Ngươi không phải đang thiếu một cây búa lớn có sức mạnh cực đại sao? Ngươi cần bao nhiêu sức mạnh cứ việc nói. Đó là phản kim chùy, sức mạnh 20.000 cân. Ngươi làm được không? Chuyện nhỏ thôi. Để xem anh biểu diễn đây. Thấy chưa, gồng một cái, áo rách bay từng mảnh ra, lộ ra cái thân thể vạm vỡ 6 múi 7-8 múi. Qua wow. Cái này cũng ngầu quá rồi đi. Quả thật như được rửa con mắt vậy. 3 tiếng sau đã thành hình cây kiếm rồi. Chỉ ngồi gõ búa thôi mà đã thành kiếm rồi. Quá, như thế này cũng quá lợi hại rồi đi. Thật sự là một thanh kiếm tốt. Sát thủ, ngươi tới xem đi. Lão già này, thật sự muốn để ta làm người xấu đi mà. Chuyện này tiểu huynh đệ có cách gì không? Cứ việc nói, Ngô mổ xin được rửa tay lắng nghe. Các vị tiền bối chịu khổ rồi, vãn bối lấy làm hổ thẹn. Hả? Thật sự chỉ cần nói sai một câu thôi là đủ đắc tội với bộ ngọ rồi. Tiền bối là người hiểu biết sâu rộng, lại bao dung. Nếu như ta có chỗ nào nói rằng hơi lỗ mãng, mong tiền bối lượng thứ. Kiếm này, nó xét trên kỹ thuật điêu khắc thì cực kỳ điêu luyện. Đặc biệt là bức họa phía sau lưng kiếm. Từng nét tái hiện vô cùng sinh động. Cái gì mà bức họa? Đó là Thiên Lý Xa Trường, đồ thánh họa từ nghìn năm về trước. Tiểu cô nương, quả là người có hiểu biết sâu rộng. À đúng, sách Thiên Lý Xa Trường cổ. Nhưng kiếm này không phù hợp cho những sát thủ như ta. Quá sáng sẽ gây sự chú ý cho kẻ địch. Kiếm này thích hợp dùng cho cao thủ thiên hạ vô địch, một chiêu đột mạng đối phương. Khí chất phong độ đều giống như người của trời. Tuy không dám thử đồ sắc bén của thanh kiếm, nhưng tôi tin thanh kiếm này tuyệt đối có thể chém đứt một sợi lông bay qua, là thanh kiếm tốt. Không sai, ngươi thử xem, tuyệt đối sắc bén. Tại hạ không dám. Hả? Nó quá đẹp, quá quý giá. Đừng nói là bị mẻ một vết xước, chỉ cần có chút sức sát thôi ta đã sốt lắm rồi. Ta chắc chắn mỗi ngày đều sẽ lau chùi thật kỹ, bảo quản tuyệt tốt. Hả? Ai dám tùy tiện sử dụng, ta sẽ lấy mạng kẻ đó. Đúng đúng, không dám dùng. Ta đã rèn ra một thanh kiếm tốt, nhưng lại không ai dám dùng. Chỉ có vẻ ngoài mà không có tính thực tế. Thật thảm hại. Là ta sai rồi. Để ta vứt nó đi. Ta còn không xứng là tông sư cấp phổ thông. Đợi đã. Ý. Mị Nhi. Không tội hủy. Thanh kiếm này tuy không thể dùng, nhưng là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, là cực phẩm trong thiên hạ, là bảo bối vô giá. Không sai, không thể dùng để chiến đấu không có nghĩa là phải vứt đi. Thanh kiếm này tuy không ai nỡ dùng trong thực chiến, nhưng dùng để làm quà thì đây không phải là cực phẩm do đại tông sư tạo ra sao? Đại sư Lỗ, ngài nói phải không?
đưa ta xem thử thanh kiếm nào. Thiên Ly Sa Trường Đồ, sao có thể sinh động tới như vậy? Đây là phải dùng nhiều loại nguyên liệu mới có thể đúc thành. Người không trách ta lỗ mãng chứ? Không, nếu như không có người xuất hiện kịp thời ngăn chặn, thì đây đã trở thành một khúc mắc lớn trong lòng hắn rồi. Cả đời này hắn khó lòng thoát ra được. Ai cũng có sở trường của mình, hắn có lẽ phải cảm ơn ngươi. Vậy sao? Xem ra sở trường của ta chính là kiếm tiền chăm sóc con cái nhà cửa, một cô nương mà ai cũng ao ước lấy để làm vợ ha. Hả? Đây chính là dáng dấp của bà chủ đó sao? Đi rồi, chúng ta đã thảo luận xong. Dựa vào việc có con mắt thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, thanh kiếm này của người cũng không đủ để làm đại tông sư cấp phổ thông. Trừ khi ngươi phải làm thêm một bao kiếm phù hợp với thanh kiếm này. Lão già chết tiệt, chích chút nữa dọa chết ta rồi. Vậy ngươi nói xem, bao kiếm thế nào mới xứng với thanh kiếm này đây? Tiểu sát thủ và tiểu cô nương cho ý kiến đi. Thật đúng là vấn đề khó, nào cũng vứt cho ta. Như thế này đi, nếu như trên đã khắc Thiên Lý Sa Trường Đồ, vậy thì bên ngoài vẽ thêm một bức hoành Vạn Lý Giang Sơn Đồ đi. Hả? Chuyện này nếu như Ngô đại sư có thể vẽ bức hoành Vạn Lý Giang Sơn Đồ lên trên bao kiếm, vạn bối đảm bảo nhất định sẽ đem thanh kiếm này trên lưng mang tới thiên tử ngay trong tối nay. Hả? Chết cha, đây là cuộc sống sao? Lúc thì lên voi, lúc thì xuống chó. Mì nhi, hiến cho thiên tử. Hả? Tiểu sát thủ, ngươi không phải chính là Vương Thắng Thường Thân Hậu mới được thăng chức gần đây đó chứ? À, không dám, không dám. Hầu gia cái gì? Mọi người đều vì mấy cái danh xưng hảo hiền đó mà che mắt. Ta vẫn là tiểu sát thủ. Ừ, tính tình không tồi. Tiểu Ngô, ngươi nhanh chóng làm cho xong cái bảo kiểm thì, để tiểu tử thân dâng lên thiên tử, danh tiếng của ngươi nhất định sẽ lên như diều gặp gió, tiền đồ rộng mở. Dâng tặng? Dâng tặng cái gì? Một kiệt tác như thế này, dựa vào đâu mà phải dâng tặng cho hắn chứ? Đồ không tặng mà bán cho hắn. Sau này tất cả tác phẩm của các ngươi cứ giao cho ta. Nhà ta có một phu nhân biết rất biết làm ăn. Kỹ thuật của đại tông sư dựa vào cái gì mà không kiếm ra tiền chứ? Giá khởi điểm 2 triệu. Hả? Chúng ta sau này sẽ nghĩ tới việc làm ăn tại kinh thành. Hiệu kiến sinh nguyên chủ yếu là bán văn nguyên và bút giấy cầu cấp. Chuyện này giao cho phu nhân ta, tôn quyền xử lý. Mọi người sau này cứ để cô ấy sắp xếp. Tiểu sát thủ, ngươi nói là bán tác phẩm nghệ thuật, ta không có ý kiến. Nhưng bút và giấy, ngươi biết bút giấy tại sao không bán được không? Nếu như ngươi rèn ra được nguyên mực, ta còn có thể khắc vài chữ cho ngươi. Nhưng bút lông và giấy sớm đã đạt tới sự phát triển cực hạn rồi. Ngươi xem, giấy ngày trước ngươi dùng đi, không phải đã rất tốt rồi sao? Lúc trước ta còn cho rằng lão đạo là muốn giáo huấn ta, nên mới cố ý cho ta cái cây bút vớ vẩn. Xem ra đây thực sự là bắt nguồn của kỹ thuật rồi. Yên tâm, ta tới từ tương lai mà. Ta biết rồi, ý của ngươi là chính là muốn ta thu phục lòng người phải không? Hay dồ, ngươi phản ứng cũng nhanh quá đấy. Không sai, Thiên Vương Phường có nhiều đại sư như vậy, thu phục bọn họ đối với người mà nói chỉ có lợi mà không có hại. Như vậy đi, sau này các sản phẩm của đại tông sư ở Thiên Công Phường toàn bộ mua hết, không cưỡng chế cống nạp. Nhưng các cấp đại tông sư thì vẫn phải theo luật cũ, để tránh các chư hầu có phản đối về chuyện này. Thấy ngươi là người chính trực như vậy, hay là kiến sinh nguyên khuyên ngươi cũng góp chút vốn đi, cùng nhau kiếm chút tiền. Hả? Sớm biết ngươi có động cơ khác mà. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền, cần ta làm gì? Là như thế này. Chết chà, bây giờ hoàng đế cũng đi kinh doanh luôn rồi. Phương Vương Thắng, phòng luyện công. Đổ mồ hôi. Tiểu Vương, Thanh Linh. Đạo trưởng Thành Linh đã bị Thế Tôn dẫn đi rồi. Những người khác không phải là mục tiêu của ta, ta sẽ không ra tay với bọn họ. Thần Ý Ngục. Nếu như không phải đã đồng ý với người thuê,
thì ta cũng không muốn làm kẻ địch của ngươi đâu. Rút kiếm ra đi. Ta chỉ rút đao ra một lần, bất luận là thành công hay thất bại, ta đều sẽ không ra tay lần hai. Bây giờ chính thức bắt đầu, cầu nguyện đi. Chết cha, từ đầu tới cuối bây giờ gặp phải cao thủ rồi. Do niệm chút mánh khóe vật vảnh. Cài bom. Rớt cái gì vậy? Không biết cái thằng sát thủ này có biết bom không? Trò chơi kết thúc. Chưa chắc đâu mình chính à. Nhìn thấy sát thủ cũng ghê lắm. Nổ lớn quá. Từ sau khi ta biết có người đang truy sát ta, ta một chút không lơ là. Mỗi góc trong căn phòng luyện công đều đã được bố trí mìn nổ và đạn dược, chỉ chờ để phát nổ. Chỉ cần ta chăm ngồi thì kích nổ toàn bộ mìn trong căn phòng này. Tuy sức nổ không nhất định là có thể khiến cầu thủ truyền kỳ bị thương, nhưng nhiệt độ của những trái mìn này ở trung tâm đã đạt tới 1800. Ta không tin không nổ đùng chết hắn. Hả? Chết chưa? Đã lên đường rồi. Tướng sát thủ ghê gớm quá, chỉ có 3 trang thì đã lên đường sát thủ rồi. Có người cũng không tồi, chỉ là ngươi giết hắn rồi. Huyết đạo nhân đâu? Có thể đã chết rồi. Ngươi giết hắn rồi. Thế Tôn, ngươi chẳng phải đã nói là sẽ không ra tay ư? Những gì ta đã hứa thì tuyệt đối sẽ giữ lời. Huyết độc đã là cao thủ cảnh giới truyền kỳ, một tên nhảy rành mới có tứ trùng cảnh giới như người sao có thể giết được hắn chứ? Nguyên Long tầm 150. Bạn nào có tiếp đọc và nhận tiền giúp nhé. Phải đừng quên đăng ký kênh, nhấn like và giúp mình xem bài quảng cáo nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn giây phút thư giãn tập truyền mới mỗi ngày. Tiền bối cũng là sát thủ, vậy ngươi làm cách nào tiêu diệt kẻ có tu vi cao hơn mình? Bí mật của sát thủ sao có thể nói cho người biết? Hậu bối có thể bài sát thủ vô ưu thịnh. Bí mật của sát thủ sao có thể nói cho người biết? Được lắm, hậu sinh khả úy. Thọ Nguyên Ngục sẽ không ra tay với người lần hai. Hầu gia yên tâm, ở lại trong thành đi. May mà bọn họ đều không giải được dược hắc hỏa. Ta yêu toán lý hóa quá trời ơi. Người xem có phần, người xem có phần, khai trương thuận lợi. Quảng cáo dữ dằn. Cửa tiệm này sao lại đến một cô gái biểu hiện cũng không có vậy? Ồn ào cả nửa ngày trời, không có lấy một tấm bản hiệu, quá không may mắn đi. Ôi, đừng nhìn nữa, người tới mà thấy vui, quá nữa là tới xem náo nhiệt thôi. Cách mua thật sự không có lấy một người, thật sự đúng là không may mắn. Hầu gia nói thì nhất định có, ta tin hắn. Ây vô, tiệm mới cũng khoa trường quá rồi đó. Mấy vị đại ca của ta tới bàn chuyện làm ăn. Hả? Mấy cái tình lưu manh này hôm nay dám tới đây ra vẻ, có điều bị bọn chúng nhắm vào cũng là một chuyện rắc rối. Đến tiệm đều là khách, các vị mời vào trong, tự khắc sẽ có người tới bàn chuyện lợi nhuận với các vị. Bớt nói mấy cái lời khách sáo đi. Ở đây, ông đây là nhất, nếu không
ông đi sẽ cho người thấy cái gì gọi là lưu manh thực sự. Mỗi người một kim tệ, quán nhỏ mời các vị một ly trà. Mỗi người một kim tệ, thật sự để chúng được lời rồi. Có vài đồng bạc lẻ mà cũng muốn đánh quân tử rồi sao? Cũng không nghe ngóng xem ta là ai, xem ta là thằng ranh hỉ mũi chưa sạch sao? Như thế này đi, chúng ta thực sự bớt đi ít rồi. Đơn thành vô ưu. 100 kim tệ một mạng. Đám người này, mỗi tên tính là một mạng. Hả? Bán mạng vì tiền. Nhiều đầy đủ không? Một đám vô dụng. Có chút chuyện có con cũng làm không xong. Theo ta. Cũng hết. Vương Thế Tử Trường Sơn tới rồi. Vương Thế Tử Trường Sơn, lần này rắc rối rồi. Cửa tiệm này xem như tiêu rồi. Cút. Hôm nay là ngày vui của người ta, ngươi tới đây náo loạn cái gì? Bọn ta muốn bàn chuyện làm ăn với ngươi. Bàn thành công rồi thì những loại rắc rối như thế nãy, ta có thể đảm bảo quý tiệm sẽ không gặp lại lần thứ hai. Muốn bàn chuyện làm ăn cũng được, bàn với bà chủ của bọn ta đi. Còn chuyện thành hay không thì để sau hãy nói. Không ngờ bà chủ của các người lại xinh đẹp động lòng người tới vậy. Nói đi, mời thổi vàng. Ta muốn chi nhánh của chính thành của các người cùng bà chủ xinh đẹp này, không có ý kiến gì chứ? Người chắc chắn. Đơn tưởng có thằng hầu chống lưng thì lợi hại, một tên sát thủ giả nhồi mà thôi. Ta muốn người lăn trên giường ta, hắn cũng không có dám ý kiến đâu. Hắn có lẽ sẽ nói không, mà trực tiếp lấy đầu của người rồi. Người có thái độ gì đấy? Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Người dám phản đối, hôm nay ta sẽ đập nát cái biển hiệu của nhà ngươi.